Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 16 Chủ giảng Đạo Pháp Sư Tịnh Không Thời gian Ngày 15 tháng 6 năm 2000 Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Chư vị Đồng Học Chào mọi người Mời mở kinh Thập thiện nghiệp đạo Trang thứ tư Dòng thứ nhất Xem từ ở giữa trở đi Tự tánh như huyện Người trí biết như thế Nên tu tiệt nghiệp Nhờ vậy Sanh ra quận, xứ, giới, vân vân Tẩy đều đoan chánh người khác nhìn không chán. Tự tánh như huyện là nói nó khởi dụng. Khi nó khởi tác dụng trong Kinh Kim Cang, phật gọi là mộng huyện bọt bấm sự việc này thế tôn thường dùng câu không thể nghĩ bàn để nói rõ chân tướng sự thật nhưng mà Chúng ta sau khi nghe xong Đối với cách nói này Quả thật là rất khó khiến người ta hài lòng Vì sao Thế Tôn không nói ra chân tướng này Mà chỉ dùng câu Không thể nghĩ bàn Giống như là né tránh vậy Thực ra lời phật nói là chân thật chỉ có dứt đường ngôn ngữ bạch dấu tâm hành thì chân tướng sự thật mới hiển lộ bạn mới hoàn toàn hiểu rõ nghĩ là ý thức bàn là ngôn ngữ chân tướng sự thật này tuyệt đối chẳng phải ngôn ngữ có thể nói ra được cũng không phải tư duy tưởng tượng có thể đạt đến được do đó không thể nghĩ bàn là câu nói chân thật hoàn toàn không mơ hồ hoàn toàn không phải để né tránh mà là nói lời chân thật với bạn chỉ cần bạn không nghĩ không bàn thì chân tướng sự thật hiện tiền ngay vì sao vậy phần trước đã nói tất cả pháp là từ tâm tưởng sanh. Bạn dừng tâm tưởng lại rồi. Sau đó, bạn thấy được chân tướng của tất cả Pháp. Tất cả Pháp vốn dĩ không sanh, không diệt. Không đến, không đi. Không một, không khác. Không thường, không đoạn, trong trung quán luận gọi là bát bất vào lúc này bạn mới thực sự thể hội được chúng ta là phạm phu chúng ta trước sau không rời khỏi nghĩ bàn cho nên vĩnh viễn không thể thấy đạo Đạo ở đây chính là tự tánh Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh Phạm phu dịnh diện không có cách gì kiến tánh Người nào có thể kiến tánh vậy? Họ đối với tất cả Pháp thi xuất thế gian Không nghĩ, không bàn Thì họ kiến tánh Vì sao phải dùng phương pháp này Trong kinh luận Phật thường nói Dứt đường ngôn ngữ Là không thể nghĩ Bạch dấu tâm hành Là không thể bàn Cho nên không thể nghĩ bàn Chính là nói dứt đường ngôn ngữ Bạch dấu tâm hành Thì chân tướng liền hiện tiền Thế nhưng Thế Tôn dạy chúng ta Trong không nghĩ bàn Ngài dạy cho chúng ta Nghĩ bàn Trong không thể nói Ngài thường nói cho chúng ta Trong đây có điều huyền bí Chúng ta phải hiểu rõ Cách nói của Phật là Nói mà không nói Không nói mà nói Điều này ai hiểu được Người biết nghe Nghe mà không nghe Không nghe mà nghe Thì họ khế nhập được Đây gọi là Chúng sanh căn cơ chín mùi Chúng sanh Thượng thượng căn Phật nói không sai nhưng chúng ta nghe sai rồi Vì sao chúng ta nghe sai vậy? Vì chúng ta có nghĩ, có bạn Chúng ta không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Cho nên Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Câu nói này làm không hề dễ Tự tánh khởi dụng chính là thập pháp giới y chánh trang nghiêm không chỉ là thập pháp giới mà nhất chân pháp giới cũng là tự tánh khởi dụng thập pháp giới như huyện thì nhất chân pháp giới cũng không thật trong kinh gọi là phàm những gì có tướng đều là hư vọng bao gồm cả thế xuất thế gian. Cho nên, người giác ngộ, Pháp thân đại sĩ, trụ nhất chân Pháp giới, trụ hoa tạng, trụ cực lạc, mà không hề mảy may dính mắt. Vì sao vậy? Vì các ngài biết đó đều là mộng huyện bọt bóng. Cho nên câu tiếp theo, người trí biết như thế. Người trí ở đây là chư Phật Bồ Tát. Trong Bồ Tát, đặc biệt là chỉ Pháp Thân Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài biết Hiểu rõ thực tướng các Pháp Sau khi biết rồi Các ngài sống như thế nào vậy? Quan điểm hành vi đời sống của các ngài Cùng với chúng ta Không như nhau các ngày tu thiện nghiệp không những là hành vi thiện, lời nói thiện mà trong tâm một mảy may ác niệm cũng không có. Chúng ta ngày nay không làm được. Vì sao làm không được vậy? Chúng ta đối với chân tướng sự thật không hiểu rõ. Cho nên làm không được. Ở đây, Phật khuyên chữ nên này là lời khuyên nhụ chúng ta. Nên tu tiện nghiệp. Nhờ vậy sanh ra quẩn xứ giới dân dân Quẩn xứ giới là thứ được sanh ra Tự tánh là năng sanh Năng sanh, năng hiện, năng biến Tự tánh, năng hiện là thuộc về bản năng của nó còn năng biến là đã mê mất tự tánh hiện tượng mà tự tánh hiện ra sẽ sinh ra thay đổi Đem nhất chân Pháp giới Biến thành thập Pháp giới Biến thành Vô lượng vô biên Pháp giới Ba câu này Biết Là duyên Tu tiện Là nhân Tiếp theo nói Sanh ra quận, xứ, giới, dân dân Tẩy đều, đoan chánh Đây là quả Người khác nhìn không chán là tiện báo Dân nhân tiện được quả tiện Vì sao phải tu tiện nghiệp vậy? Tu tiện nghiệp không có lý do không có nguyên nhân pháp vốn như vậy vốn dĩ là như vậy sự việc này thánh nhân trung quốc cũng đã nói đến rồi nhưng nói không thú triệt bằng kinh vật nói nhưng ngậm kỹ lại Những người này Rất có thể Cũng là chư Phật như Lai Ứng hóa Khổng phu tử Mạnh phu tử Lão tử, trang tử Có phải là chư Phật như Lai Ứng hóa hay không? vì mặt lý luận mà nói hoàn toàn có lý nhưng trên sự tướng không có chứng cứ về lý thì hoàn toàn nói được thông nhà nho nói nhưng chi sơ tánh bổn thiện vốn diễn là thiện tánh tương cận tập tương viễn tương cận là giống nhau cả bạn tánh là giống nhau điều này giống với trong phật pháp gọi là không hai không khác phật pháp nói tất cả chúng sanh đều có phật tánh phật tánh là bình đẳng có người nào không phải là người tốt có người nào không phải là phật đã có phật tánh thì đều sẽ làm phật trong kinh vua lượng thọ có một câu nói rất tuyệt vời tất cả đều thành phật họ vì sao bất thiện vậy thuần thiện mỗi người chúng ta đều là thuần thiện nhưng vì sao bây giờ chúng ta biến thành bất tiện đi tạo ác vậy nhà phật thường nói là do chúng ta mê mê cái gì vậy mê mất tự tánh không phải mê gì khác mà đã mê mất tự tánh dù đã mê mất tự tánh nhưng tự tánh này vẫn khởi tác dụng khởi tác dụng kèm theo mê thế là tạo ác nghiệp sự tình là như vậy chư phật như lai nhìn tất cả chúng sanh là nhìn vào bản tánh cho nên trong tâm các ngài một ác niệm cũng không có phàm phu nhìn tất cả chúng sanh là nhìn vào tập tánh nên thế gian không có người nào là người tốt do sự khác biệt của một niệm này đã làm biến đổi hiện tượng bên ngoài. Nếu như là điểm thiện thì hiện tượng bên ngoài trở nên rất tốt. Cho nên chúng ta nhất định phải khẳng định điều mà Thế Tôn nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tất cả pháp này, gần gũi với chúng ta nhất là thân thể của chúng ta, tướng mạo của chúng ta. Người tâm tinh tế một chút có thể nhận thấy rất rõ ràng Người có tâm địa lương tiện Thì tướng mạo sẽ từ bi Cử chỉ Nhu hòa Nhã nhặn Người có tâm hạnh bất tiện Thì tướng mạo đáng sợ Người khác nhìn thấy liền sợ hãi Chúng ta tự nói người này có sát khí sát khí rất đặng sát khí là nói khí toát ra trong khí công nhìn thấy khí của người người nước ngoài gọi là từ trường từ trường đó rất xấu khiến người ta nhìn thấy bạn tiếp xúc với bạn toàn thân cảm thấy sợ hãi cảm thấy không thoải mái người tâm địa lương tiện từ bi thì từ trường của họ tốt khi người ta tiếp xúc đều sanh tâm hoan nghỉ đều cảm thấy mát mẻ tự tại rất muốn gần gũi với họ đây là điều mà trong kinh nghiệm cuộc sống chúng ta quan sát được cảm nhận được Tôi trước đây tiếp xúc với ba vị thầy. Hãy có thời gian là tôi liền đi tìm các thầy, gần gũi các thầy. Mặc dù chẳng nói một câu nào, tôi ngồi trong căn phòng đó cũng cảm thấy được không khí rất tốt. Từ trường rất tốt. Chúng tôi đi tiếp nhận, đi cảm nhận. Điều này chứng tỏ người tâm tiện thì từ trường của bạn sẽ tiện, bầu không khí quanh bạn sẽ tiện. Bầu không khí tiện này có thể làm cảm động người khác, khiến người khác sanh tâm hoan hỷ. Ở đây nói Nhờ vậy sinh ra quận xứ giới dân dân Đi là quả thiện Vì bạn có nhân tiện Tu nghiệp thiện Nhân tiện Thì bạn cảm được tiện quả Quận là ngũ quận Gồm sắc thọ tưởng hành thức Sắc là thân của bạn Thọ tưởng hành thức là tâm của bạn Đều là nói tâm lý Trong tâm kinh nói Chiếu kiến ngụ quận Giai không Đây là nói ngụ quận Ngụ quận Là đã bao gồm hết Tất cả mọi pháp Trong vũ trụ rồi Sắc này Là nói cả mọi hiện tượng thế suốt thế gian dùng một chữ này để đại biểu tâm pháp nói rất tường tận có bốn điều thọ là cảm nhận của bạn tưởng là tư duy của bạn hành thì tương đối khó hiểu hành là sát na không dừng lại ý niệm sanh việc này vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ niệm trước việc Niệm sau liền sanh Đây gọi là hành Niệm niệm không dừng Thức là hàm chứa Những thứ mà bạn tạo tác Bất kể là thiện pháp, ác pháp, vô ký pháp Hình bóng lưu lại của nó Được chứa trong A-lạc gia thức trong kinh Phật gọi nó là hạt giống. Thứ này thì phiền phức. Hạt giống mà a lại giá thức hàm chứa dịnh diện không bị mất đi, dịnh diện không bị tiêu diệt. Gặp được duyên thì nó gợi tác dụng, gợi hiện hành. Gặp duyên thì sân khởi hiện tướng Chúng ta gọi là thọ báo Trong Kinh Phật nói Giả sử trăm ngàn kiếp Nghiệp đã tạo không mất những thứ chứa trong a lạc gia thức vĩnh viễn không bị mất đi khi nhân duyên hội ngộ quả báo dẫn tự thọ đây là phật nói ra chân tướng sự thật cho chúng ta nếu chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật thì người này chắc chắn sẽ không tạo ác vì sao vậy tạo ác nhỏ bằng sợi lông cũng phải tự mình chịu các ác báo những việc mà chúng ta đã làm ra người khác không thể chịu thay tự làm tự chịu phải hiểu đạo lý này sứ là nói mười hai sứ chủ này chúng tôi nói tường tận một chút sáu căn sáu trần mà chúng ta nói sáu trần là sắc thanh hương vị xuất pháp sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý theo cách nói này thì tâm pháp chỉ nói có một điều ý là tâm pháp trong sắc pháp triển khai ra mà nói là mười một pháp vì sao phật phải nói như vậy chúng sanh mê ngộ không giống nhau nếu người đối với sắc pháp mê nhẹ đối với tâm pháp mê nặng phật bèn dạng ngụ quận cho họ cho nên tâm pháp nói bốn điều bạn mê sâu thì nói nhiều sắc pháp mê nhẹ thì chỉ nói một điều bạn nghĩ đến phật nói mười hai xứ thì ý nghĩa đó đã rõ ràng rồi Người đương cơ ở đây thì hoàn toàn ngược lại Tâm Pháp mê nhẹ Sắc Pháp mê nặng Mê nặng thì nói nhiều Cho nên sắc Pháp nói 11 điều Tâm Pháp nói một điều 18 giới đã nói cho người Tâm Pháp và sắc Pháp đều mê nặng Thế là trong 12 xứ lại cộng thêm 6 thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Đây là 6 thức. 6 thức cộng thêm ý trong 12 xứ thì có 7 điều. Trong 18 giới thì có 7 điều nói tâm pháp. Mười một điều nói sắc pháp Đây là đối với người sắc pháp và tâm pháp Đều mê rất nặng Phật bèn nói cách này Cho nên tổng quy nạp lại Chính là hai pháp Sắc pháp và tâm pháp Tâm pháp là năng biến Sắc pháp là sợ biến uẩn xứ giới là một sự việc chỉ là khai hợp không như nhau ngày nay chúng ta gọi là quy nạp diễn dịch quy nạp là hợp diễn dịch là triển khai tuy cách đói khác nhau nhưng chỉ là một sự việc Nói theo lời hiện nay Sanh ra quận xứ giới dân dân Chính là cái mà chúng ta ngày nay gọi là Hiện tượng của tất cả chúng sanh Trong hư không pháp giới Chính là ý này Thầy đều đoan chánh điều này tốt từ thân tướng của chúng ta cho đến hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta thân tướng của chúng ta đoan chánh hoàn cảnh chúng ta sống đoan chánh xã hội chúng ta sống đoàn chánh quốc gia chúng ta sống đoàn chánh thế giới chúng ta sống đoàn chánh mở rộng thêm nữa người hiện nay gọi là hệ ngân hà mà chúng ta sống đoàn chánh thế chẳng phải là y báo chuyện theo chánh báo đó sao? Ngày nay chúng ta nói xã hội này không tốt Thế giới không thái bình Nguyên nhân từ đâu ra vậy? Từ không biết tu tiện pháp Không biết chân tướng khởi dụng của tự tánh chúng ta ngày nay đã hiểu rõ chưa nếu như thật sự hiểu rõ rồi thì chúng ta sẽ thật làm vẫn chưa phát tâm thật làm thật ra mà nói là bạn chưa hiểu rõ năm xưa khi tôi học với đại sư chương gia đại sư chương gia nói cho tôi biết chân tướng sự thật này nói phật pháp là biết khó làm dễ tôi nghe thầy nói rất nhiều lần câu biết thì quá khó còn làm thì rất dễ thực sự biết rồi thì phàm phu thành phật chỉ trong một niệm Chuyển ý niệm lại thì thành Phật rồi Vì sao bạn không chuyển được ý niệm Vì không biết Cho nên Phật Pháp là trước hiểu sau hành Ngài Thanh Lương Giảng dạy Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta Ngài đem toàn Kinh Chia làm bốn phần là tính, giải, hành, chứng, tính giải khó thật tin thật hiểu thì hành chứng sẽ không khó thực sự dễ như trở bàn tay chúng ta ngày nay cảm thấy hành chứng khó như vậy là do chưa kiến lập nền tảng của tính giải sau đó chúng ta nghĩ đến vì sao thế tôn phải hết lòng hết dạ thuyết pháp 49 năm. Mục đích của 49 năm thuyết pháp là gì vậy? Nhằm giúp chúng ta tính giải. Hành và chứng thì Phật hoàn toàn không quan tâm đến, không cần nói. Chỉ cần bạn tin và hiểu rồi thì hành và chứng là việc của bản thân bạn nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh gọi tự lạc nam mô a di đà phật việc dịch ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc phật tử thiền quan